Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ. Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em. Video này là video số 64 của em ngày 21 tháng 5. Video này em sẽ lên là lên mấy câu bè. Đây, mấy câu bè ở đây. Rồi ba con máy câu câu luộc, máy ngang câu luộc tay phải ạ. À. Và ở đây em sẽ lên máy đứng tất cả là máy đứng cho các anh nhá. Size thì size từ 500, 500 đến 78, 6, 7 000 đều có các anh nhá. Đây, đa phần thì nhiều nhiều là size 2.000 đến 3.000 là nhiều đây mùa này mùa câu cá thì các anh rất thích đi câu luôn giờ em sẽ lên phục vụ cho các anh hàng thì hàng nội địa nhật bản đến korea china đều có hết anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 giá bên em báo chưa bao gồm phí ship phí ship mỗi máy là 30 k anh nào đặt trên hai máy thì em sẽ bao ship cho các anh hoặc các anh một máy chuyển khoản thanh toán liền em sẽ hỗ trợ bao ship luôn các anh nha Dạ em xin phép lên con máy đầu tiên các anh nhé. Đây con này là của hãng Daiwa, Daiwa Makeup Patient. Daiwa Checker GS7 nhé các anh nhé. Đây, nó có cái cái núm này, núm này hình như nó thay con núm của máy Olympic vô nè. Nhưng mà em cũng không biết như nào. Nguyên zin thì em để quẩy, nó về như nào thì em để như vậy. Thì nó vẫn rất là hợp các anh nhé, vẫn rất là hợp luôn. Đây, hai hạng, một máy hai hạng cũng rất là ok. Đây, hoạt động thì rất là bình thường các anh nhé hoạt động rất là bình thường đây đây xả cước đây 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 hai chiều qua nha hai chiều em không quay ngược lại quay ngược lại sợ nó quấn à, nó rối cước có mấy câu bè ikada mấy câu bè ikada ra nhé đây có nút gắn cước luôn đây ngoại hình trong còn khá đẹp luôn con này có mã là mã số 1 giá là 199k hàng nội địa Nhật Bản. Mã số 1 giá 199k ra Mấy câu bè đây. Ikada hay C đây. Tiếp theo một con máy. Câu bè hoặc các anh câu lưu cũng được nha các anh nhá. Đây câu lưu cũng được. Con máy này nó đa dụng. Đa dụng hơn. Con này ratio của nó là 6 chấm. Ratio 6 chấm nhé Cho nên thu cước rất là nhanh. Đây số cước của nó đây. Số cước là số 3 vào được là 100 luôn các anh nhá. Dây BE thì số 1 là vào được 150. Dây đây à, đây cước thường thì số 3 là 100. Đây. Con này chạy một bon nè, một bon. Một quay kết. Hai bon, bên này hai bon, hai bờ đinh đó đó nhá các anh nhá. Là tổng cộng là hai bờ đinh 1 1 và là 2. Đây, hoạt thì rất là bình thường luôn. Con này còn khá là mới. Đây, quay cước thu cước rất là nhanh. Rồi, đã cước đây. Học động rất là ok ạ à. con này con này của cô đi xuất nhập ca nhé. đây cô xuất nhập đây rất là đẹp câu lưu cũng được các anh nhá mã số là mã số 2 giá là 199k thôi mã số 2 giá 199k tiếp theo một con máy câu luôn Máy ngang tay phải Máy ngang tay phải con này là của Kodia xuất nhập các anh nhé Sina Kodia xuất nhập Basso Sota 30E. Đây, hoạt động rất là bình thường các anh nhé. Đây. Ngoại hình của nó thì có chạy xước. Đây, có chạy xước sơ xước nhẹ bên ngoài. Đây, vẫn còn khá đẹp, vẫn còn khá đẹp nha. Con này có mã là mã số 3, giá là 220k. Ratio của nó là 5 chấm các anh Ratio 5 chấm. Đây, một vòng tua là 5 chấm nha. Mã số 3 giá là 220k tiếp đến một con máy hãng Shimano dai Bon -Modin. Con này là của Malaysia xuất Nhật, Malaysia xuất Nhật ra nhé. Đây, ngoại hình của nó đây. Khá là đẹp. Đây, quay rất là bình thường các anh nhé. DATIO của nó thì cũng là 5 chấm mặt, à. ratio 5 chấm nha. Đây. đây hoạt động vẫn rất là bình thường luôn các anh nha đây mời các anh xem ngoại hình tổng thể của nó thì rơi tầm 90 trăm đây có sơ xước nhẹ này hàng Nhật bại thì không tránh khỏi sơ xước rồi con này có mã là mã số 4 giá là 370k mã số 4 giá 370k ra nhé hàng Shimano tiếp đến là một con máy ngang tay phải hãng Daiwa Daiwa L L2 Daiwa L2 con này ratio của nó có ghi sẵn luôn, ratio là 5.2, hàng nội địa Nhật Bản mới in Japan, có có đóng ở dưới đây các nha. Đây. Vẫn còn sử dụng bình thường luôn, đây. Hoạt động thì rất là tốt ạ, à. hoạt động rất là tốt các à. nha, không có tiếng à, xào nha. Đây. Quay rất là tốt ạ. À. Đây hai chế độ các anh nhé đây chế độ này chế độ tự bật này đây ra một chế độ dùng tay nhé con này có hai chế độ con này ratio của nó là có ghi sẵn 5.2 đây ngoại hình tổng thể của nó đây mời các anh xem đây còn khá là đẹp nha đây. Đây. con này có mã là mã số 5 giá là 370k mã số 5 giá 370k các anh nhé tiếp đến này sẽ lên mấy mấy ngàn các anh nhé mấy 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 đứng em sẽ lợi mấy đứng con này là mini câu tôm size thực là 500 size thực 500 con này của Kodia xuất nhật toàn thân là carbon cuối là cuối hợp kim nha Rider mini spin 700 đây 500 đến 7 700 size thực gạt cước của nó đây mời các anh xem đây gạt cước cũng khá tốt nha lần cước còn sáng đẹp luôn chiều nay thì có chiều nay hoặc tối nay thì em có thể sẽ lên phụ kiện cho các anh nhá. Vào, mồi lưỡi câu hoặc là chi đều có bởi vì mới về một thùng nên sẽ khui ra lên cho các anh rồi tiếp theo mô bin sống nha đổi tay thì đổi tay trái phải đều được đây một chiều chốt chặn ạ à. các anh xem kênh em các anh nhớ bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo của em nhé em sẽ ra thì nó sẽ thông báo cho các anh sớm để các anh chốt sớm mặt à. Con này có thông số cước là nó mờ rồi, nó mờ rồi. Hình như là số 1 làm được vào được 100 các anh à. Số 1.5 là vào được 80. Em nghĩ là như vậy ratio của nó là 5.2 các anh nhé. À. Ratio là 5.2 ạ. À. Con này mini câu tôm size nhỏ các anh nhé, à. size rất là nhỏ nha. Đây size rất là nhỏ nha. Con này có mã là mã số 6 giá là 220k, mã số 6 giá 220k tiếp theo một con máy của China xuất nhập ạ à? Okuma hãng Okuma Alumina AL20 con này sai thực của nó là 1.500 đến 2.000 con này chạy 8 bo mùi ca nhá đây 8 mùi này rất là nhiều bạc đạn luôn con này ratio của nó là 5 chấm đợi 5 chấm can câu lưu thì thích, thích thích, hợp 1 năm đến 2 năm là ok rồi con này cái nấm này nấm là giống là cái, cây nấm nha rồi, lưỡi gà keo mô bin mô binh sống toàn thân carbon cối hợp kim tay quay đổi tay trái phải đều được con này có ABS các anh nhá đây ABS đây thắng ABS đây rồi con này đẹp cướp đây rất là tốt nha đây bên má thì nó có sơ xước nha không thể tránh khỏi nha lăng cước thì còn sáng đẹp luôn tay quay đổi tay trái phải đều được đây hai chiều đây à đây nói chung con này quay rất là có chớn rồi ngoại hình của nó đây em mời các anh xem con này có thông số cước là số 1 các anh đợi em tí nhé con này có thông số cước là số 3 là 101 các anh nhé số 3 là 100, 101 đây con này có mã là mã số 7 giá là 250k mã số 7 giá 250k <laughs> tiếp đến là một con hãng Suzumi spin fighter 1500 size thực của nó là 1.500 đến 2000 000 1 000 đến 2, 000 à. Korea xuất nhật luôn toàn thân carbon cối cối hợp kim nhé rồi tay quay thì tay quay nấm gỗ đây ạ à. tay quay nấm gỗ đây lưỡi gà keo nhé keo tiếng đầm mô bin cũng keo ở bên sống nha đây rồi gạt cước đây gạt cước rất là tốt nha đây gạt cước nó cũng đầm luôn, lăng cước thì còn sáng, lăng cước là màu đen bóng còn sáng à. Đổi tay vô thì đổi tay trái phải đều được. Đây hai chiều đây nhá các anh nhá, hai chiều đây ạ. À. Đây một chiều chút chặn con này có thắng ABS nhá các anh nhá, thắng ABS. Rồi con này có thông số cước là số 1.5 là 180, số 2 là 130, số 9, số 3 là 90 ạ. À. Số 3 là 90 các anh nhé. Con này có mã là mã số 8 giá là 230k, mã số 8 giá 230k, có sơ xước nha các anh nhé. Mấy sao em sẽ giao cho các anh như vậy. Các anh xem rõ giúp em ạ. À. Đây. Máy có sơ xước thì bên em thì cũng đã giảm giá cho nó rồi. Đi theo giá thì đi theo từng máy. Giá máy như thế nào thì giá như vậy. Đây con này. Con này thì khác nhá. Toàn thân nó là bằng mũ. Đây. Toàn thân bằng mũ cối, cối hợp kim nhá. Cối hợp kim có đóng khung này, đục khung đây. Con này là của China xuất nhật. China xuất nhật. Con này có tên là pin Spin 1000. Sai thực của nó là 2000 cá nhá. Sai thực là 2000. cước số 3 là vào được 120 luôn tay thực là 2000 nè. À. Con này chạy 3 bon bridin, ratio của nó là 5.1 các nhá nhá. Ratio là 5.1. Đây. Mô bin thì mô bin sống. Lưỡi gà keo nè, mô bin sống nè, đặt cước đây. Đây, đặt cước nhảy luôn đó nha. lăn cước thì nó hơi cụ một tí, cho nên nó ít sáng, ít sáng nha, hơi cụ một tí thôi. Không vấn đề gì. Tay quay đổi tay trái phải đều được đây một chiều chốt chẳng nha con này quay mượt nè buông ra là nó thả là thả lỏng là nó mượt ra nha con này thông số cước là số 2 180 số 3 là 120 số 4 là 80 ạ à. con này có mã là mã số 9 giá là 2 190k mã số 9 giá 190k các anh nha đây em quay dọa cho các anh xem Rồi, mã số chín k Tiếp đến là một con hộ hãng Ryobi. Size SS700ZM. Size thực của nó là 1500 đến 2000. Con này là hàng nội địa Nhật Bản. Mới in Japan. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Mô pin thì mô pin sống rồi. Đây. Kêu to nha. Đẹp cước đây ạ. À. Đây, đẹp cước đây. Lăng cước thì còn sáng đẹp luôn. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Đây, một chiều chút chặn ra nha đây trồng sai nốt thì lúc nào cũng quay mượt lắm <laughs> rồi hai chiều rồi đây radio của nó là 5.2 radio 5.2 chạy bon bờ rin thông số cước của nó là số 1.5 là 130 số 2 là 100 số 3 là 65 mà. Sai thật là 1.500 đến 2.000 gan nha đây, em mời các anh xem. Hỏi hình của nó thì sơn đen nhám nè, nên nó có dầu thì nó sẽ bóng nha. Rồi con này có mã là mã số 10, giá là 300k, mã số 10 giá 300k. RIB size North, Hà Nội địa Nhật Bản. Tiếp theo một con máy của Kodia xuất nhập. Roncaster, John Roncaster, John size thực là 3000đ. Mobi mô Mobi mô sống ra nha mô binh sống này là cướp đây, rất tốt luôn toàn thân là toàn thân là bằng carbon cố ý là cối mũ ra nhé cố ý là cối mũ đây lăng cướp thì còn sáng luôn sáng đẹp luôn tay quay đổi tay trái phải đều được ốc thì còn đẹp luôn nhá, ốc màu đen còn đẹp luôn một chiều chốt chặn đây ạ à. con này sai thật là 3.000 các anh nhé sai thật là 3.000 ạ à. Con này có thông số cước là số 2 200, số 3 là 165, số 4 là 101. Trà tiêu của nó là 4.2. Đây, tiêu 4.2 cũng khá là nhanh. Thu cước khá là nhanh, sai thực 3.000. Con này có mã là mã 11, giá là 240k. Mã 11 giá 240k. Mọi hình tổng thể là rơi tầm 90%. Tiếp theo một con máy đến từ <laughs> con này china xuất nhật đó nhá china xuất nhật con này toàn thân là carbon cối cối hợp kim nhá con này nhìn rất là chắc chắn rất là khỏe nó hơi cũ tí thôi đây lưỡi gà keo nhá mô bin mô bin sống đẹp cước đẹp đẹp cước thì nó chưa thêm dầu cho nên nó còn chậm tí nhá các nhá đây chưa thêm dầu thôi đây đây bật là qua đây đăng cước thì nó còn sáng luôn đây, căn cước còn sáng nha. Bên má thì có chạy này, không tránh khỏi chạy xước các anh nha. Rồi, tay quay. Đây, một chiều chốt chặn ra nha. Con này có thắng ABS bên trong. Có thắng ABS bên trong. Rồi, hai chiều đây ạ. À. Con này quay thì rất là mượt, con này rất là cứng cấp cứng cáp lan can nha em cầm tay trên tay rất là cứng cấp con này không phải như mũ đâu nhé con này toàn thân carbon nha con này có mã là mã 12 giá là 220k mã 12 giá 220k sai thật là 2.000 ạ à. đây mời các anh xem con này hơi cũ một tí các anh nhé mã 12 giá 220k tiếp theo một con máy Kodia Kodia Longcast Longcast DF35B siêu xa tiêu của nó là 4.3 Của hàng cô đi tay quay đổi tay trái phải đều được đây toàn thân là carbon cối là cối mũ nha đặt cước đây Đạt cước này rất nhảy nha lăn cước thì còn sáng đẹp luôn ốc quýt còn sáng đẹp tay quay đổi tay trái phải đều được đây một chiều chốt chặn ạ đây hai chiều các anh nhé rồi con này có thông số cước là Số 2 là 150, số 3 là 90, số 4 là 70. Size thực là 150 đến 2000, 2000. Đây, số cước đây, số 3 là 100 luôn. Đây, ngoại hình tổng thể của nó còn khá đẹp, chắc là đẹp. Giới tầm 95% luôn ta nhé Đây. Các anh xem giúp em. Con này có mã là mã 13, giá là 220k. Mã 13 giá 220k. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 ạ. À. Rồi một con máy đến từ Thái Lan xuất Nhật ạ. À. Thái Lan xuất Nhật. Con này của hãng Daiwa, Longcast carbon hãng Daiwa nha các anh nhé. Gap file, toàn thân là carbon luôn. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Con này sai thực là 1 năm đến 2 000 ạ. À. Đây, là cước đó đây. Đây, rất là nhảy. Lăng cước còn sáng đẹp luôn. bin thì bin sống. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Một chiều chốt chặn ạ. À đây hai triệu các anh nhé đây em test thử cho mọi người xem luôn kỹ luôn đây rất là ok nhé con này có thông số cước là 1.5 là 130 2 là 100 3 là 65 đây, các anh câu lưu thì cũng ok rất là ok đây ngoại hình tổng thể của nó đây còn rất là đẹp luôn như mới như hàng sách tay vậy rồi đây như mới luôn các anh nhá Như mới luôn Con này có mã là mã 14 giá là 300k Mã 14 giá 300k Tiếp theo con máy này là size thật là 4.000 ra nhá Size thật là 4.000 ạ à. Rồi con này Mô pin mô pin sống Con này là DIN MS30 Korea xuất nhập Size thật là 4.000 Mô pin thì mô pin sống rồi Rồi cài cước đây Nhảy đây đăng cứ còn sáng đẹp ốc vít còn sáng đẹp luôn tay quay đổi tay trái phải đều được ở hình tổng thể là rơi tầm 90 95 phần trăm đây một chiều chốt chặn ạ đây hai chiều ạ con này có thông số cước của nó là số 2 là 200 số 3 là 160 số 4 là 110 đây hỏi hình đây em mời các anh xem Con này có mã là mã 15 giá là 220k Mã 15 giá 220k Con tiếp theo Con này đuôi chuột nha Đuôi chuột Con này có nhược điểm là cái Cái nấm bị mắc rồi Đây Trong nó vẫn giống mấy cái con mấy Máy nhôm vậy Đây Ốc đây Ốc vẫn chắc Là tay quay sẽ chắc Đây Nó vẫn chắc nha Vẫn chắc khỏe đổi tay thì đổi tay trái phải đều được chỉ cần quẳng con ốc bên kia ra bên này ra đổi qua là được con này mắc cái tem bên này đây rất là tiếc đây mắc cái khung này con này của hãng Shimano carbon toàn thân là carbon đây mô bin là mô sống nha con này con đuôi chuột anh nha đây lăng cước còn sáng đẹp luôn anh nào muốn mua máy máy tổng hợp, máy biển, máy lưu biển đồ. À, các anh trở về video sau của em nhé. Video sau của em là video 63 Đây lăn cước nha, còn sáng đẹp luôn. mọi hình tổng thể của nó rất là đẹp, không sơ xước nó bị mất tem đồ thôi. Rồi, lăn cước thì còn tốt. Tay quay trái phải. Hai chiều đây ạ. À. Đây, đây. Nấm chuột, đuôi chuột vẫn còn hoạt động bình thường các anh nhé số cước của nó số 2 là 165, số 3 là 110. Số 3.5 là 95 mặt, size thật là 2000. Rồi con này có mã là mã 16 giá 350k. Con này là của hàng nội địa Nhật Bản các anh nhé, hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan. Mã số 16 giá 350k. Tiếp theo. Một con siêu xa MT35, Long cast Odia xuất nhật con này sai thực là 2000 đến 2005 năm sai thực 2000 đến 2005 năm mô bin mô bin sống để cướp đẹp đây lăng cướp thì còn sáng còn sáng nhưng có hơi bụi nhá các anh nhá còn sáng hơi bụi đây có ở đây thì có giống như bị muối ăn bị muối ăn nhẹ một tí bên bên vành nhá bên vành của nó thôi chính giữa thì không không có ảnh hưởng gì rồi ốc vít thì còn ok tay quay đổi tay trái phải đều được một chiều chốt chặn ạ à. đây hai chiều ạ à. đây con này đây con này có chỉ có một chiều ra nhá có một chiều chốt chặn thôi không có hai chiều ra nhá đây khoảng câu bình thường đây vẫn xả cước bình thường đây xả cước bình thường nhá mô bin sống mà thường thì hai chiều là ít người dùng lắm chiều ngược lại thì không có dùng để làm cái gì Rồi con này có mã là mã số 17 giá 220k Mã 17 giá 220k Tiếp theo là một con máy Kodia xuất nhập toàn thân carbon cối hợp kim Tay quay nấm gỗ Đây tay quay nấm gỗ Con này có size thực là 4.000 Đây Con này là Seater Seater 1.000 Size thực là 4.000 các anh nhé Size thực của nó, nó to 4.000 mô bin sóng đây Đẹp cước đây ạ à. đây lăng cước thì còn Gòn sáng đẹp luôn tay quay đổi tay trái phải đều được một chiều chút chặn nha các anh nhé đây hai chiều ạ à. con này có thông số cước là số 2 là vào được 220. Em xin lỗi nha. Số 3 là vào được 220. Đúng vậy. Số 4 là vào được 165. Số 5 là vào được 125. Rồi con này có mã là mã 18. Giá là 270k. Mã 18 giá 270k. Tiếp theo. Con máy của Kodia xuất nhập. Longcast. ZF 35 chạy bon bờ rin toàn thân là carbon cối là cối hợp kim nhé đây dây cước của nó có sẵn cái cái khiên gắn gắn lưỡi luôn đây dây cước nè lăng cước thì nó hơi cụ một tí các anh nhé hơi cụ một tí thôi tay quay thì đổi tay trái phải đều được một chiều chốt chặn đây ạ à. đây hai chiều nhé đây nó chạm vào cái, cái cái này nó kêu đây quay rất là mượt anh nha con này giá tiêu của nó là 4.6 số cước của nó là số 1 là 200 số 2 là 180 số 3 là hình như là 150 hoặc là 120 các anh nhé. Con này có size thực là 2000, mã số là mã số 19 giá 200k. Mã 19 giá 200k. Tiếp theo, con máy của China xuất Nhật, China xuất Nhật nha. Bassoter BS2500, size thực của nó là 2500, con này của Suzumi. Của hãng Suzumi, tiêu có ghi sẵn 5.1. Đây, thông số cước luôn, hai là một hai trăm mươi ba là một trăm sáu mươi bốn là một trăm tay quay thì đổi tay trái phải đều được đây toàn thân carbon cối cối hợp kim nhá con này còn sáng đẹp luôn ra nhá lưỡi gà kêu nè lăn cước đây gạch cước đây đây con này ngoại hình còn rất là đẹp luôn đây rất là đẹp nhá tay quay đổi tay trái phải đều được đây một chiều chút chẳng có thắng abs luôn ra nhá có thắng abs luôn ạ à. con này đây hãng Suzumi ngoại hình tổng thể rơi tầm 95 phần trăm đây còn rất là mới đẹp luôn ca nhé con này có mã số là mã số 20 giá là 220k mã số 20 giá 220k sai thật là 2000 năm câu đu cũng rất tốt tiếp theo một con máy size lớn con này của China xuất nhập China xuất nhập ca nhé con này Avenger SX 4000 size thực của nó là 4000 ạ à. toàn thân là carbon cối cối hợp kim nè ốp là ốp mũ nha. ốp bên này bốt mụ nha cái cối này có có có, carbon bên này mũ nha đây lưỡi gà kêu đây mô bin mô bin sống gà cướp đây gà cước rất tốt rất là tốt lăng cước rồi còn sáng nha có dính tí bụi thôi lăng cước còn sáng luôn ngoại hình thì không tránh khỏi sơ xước đây bên trong dưới cối thì có lộ nè tay quay được đây trái phải đều được một chiều chốt chặn này. đây hai chiều ạ đây ngoại hình tổng thể của nó đây mời các anh xem con này ratio của nó là 4.5 con này size lớn ratio 4.5 số số cước của nó là 3 là 200, 5 là 120, 6 là 90 ạ. À. Đây mời các anh xem. Hỏi hình tổng thể thì rơi tầm là 80% có sơ xước bên ngoài. Chạy một bon bridin à. Con này có mã là mã số 20, giá là 270k, mã số 20 giá 270k. Tiếp theo một con máy hộp kim nguyên khối ạ, à. hộp kim nguyên khối, khối là khối mũ các nha con này có hạn hạn GOB RX 3000B ratio của nó là 3.8 ạ đây những con bạo lực thì cái, à, kiểu cối hợp kim này thì ratio của nó thì nhỏ nhỏ hơn những con carbon các anh nhé những con này con bạo lực mà đây mô pin sống đó con này sai thật là 4.000 hàng nội địa Nhật Bản mô sống gạt cước đây Gạc cước rất là tốt luôn lăn cước thì màu nâu màu nâu bóng nha màu nâu bóng đây kế bên thì nó bị muối nhẹ thôi nhưng mà nó đây lăn cước còn rất là sáng đẹp luôn tay quay thì đổi tay trái phải đều được một chiều chốt chặn rồi. đây hai chiều các anh nhé đây em quay hai chiều nó sợ nó dối cước nhé đây nó cái cước nó bị xúc rồi rồi lát nữa em chỉnh lại sau các anh nhé đây con này thì số cước của nó số 3 là 270 số 4 là 190 số 5 là 150 ạ. À. Đây, mọi hình tổng thể của nó đây. Còn rất là đẹp dạ. Rơi tầm là 80 đến 85% các anh nhé. Đây, còn rất là mới đẹp luôn. Ốc vít còn đẹp luôn. Bên này có một con ốc thôi à, bị dị Các anh mua con khác gắn vô giúp em. Con này có mã là mã 22, giá là 350k. À, 22 giá 350k. Tiếp theo em sẽ lên một con máy, máy size lớn. Con này là của hãng Familet FT3000. Size thực của nó là 6.000 đã, hàng nội địa Nhật Bản nha. Mô pin thì mới sống rồi. Con này có cái cốt trợ lực bằng mũ nha các nha. Cốt trợ lực bằng mũ bên trong. Đây cái trục nó đây. Cốt là bằng mũ. Rồi, gạt cước đây. Test cho các anh xem. Đây, rất là nhảy nha lăng cước thì còn sáng nhưng mà bị tróc một tí xíu bên trong không ảnh hưởng gì đâu các anh nhé tay quay đổi tay trái phải đều được một chiều chốt chặn ạ à. đây hai chiều ạ à. con này có thông số cước là số 3 là 400 số 4 là 325 số 5 là 235 số 6 là 210 số 7 là 160 Trái tiêu của nó là 3.8 mặt à ratio 3.8 ngoại hình tổng thể bên ngoài thì rơi tầm 70 phần trăm ngoại hình thôi các anh nhé đây trên này còn đẹp nhé. con này sai thật là 6.000 hàng nội địa Nhật Bản con này có mã số là mã số 23 giá là 350 rưỡi 350k mã số 23 giá 350k anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình số điện thoại của em là 0356776692 ạ à tiếp theo siêu xa ef 60 b lòng cast chạy bon bờ của nó là 4 chấm mặt à. con này có sai thật là 6.000 Korea xuất nhật có sẵn dây cước dù bia luôn nhá toàn thân là carbon cối là cối mũ nha đây mô biên sống ra nhá đây gạt cước đây gạt cước nhảy nhá các nhá đây lăng cước lăng cước thì có hơi bụi thôi còn sáng nhá còn rất là sáng luôn có hơi bụi thôi tay quay được, tay trái phải đều được đây một triệu chốt chặn ạ đây hai triệu ạ con này có thông số cước là số 4 là 250 số 6 là 150 số 8 là 120 số 10 số 10 là 90 ra nhá số 10 là 90 ạ à. Rồi con này có mã là mã 24 giá là 450k Mã 24 giá 450k Tiếp theo Tiếp theo một con Kodia đi xuất nhật luôn <laughs> Con này Tomorrow SF3000 Titanot con này là Kodia đi xuất nhật sai thật của nó là 4 đến 5 nghìn con này có hạn hạn Shimano 4 đến 5 nghìn đó nha toàn thân là carbon con này có thông số cước là số 3, 270, số 4, 200, số 5 là 150, số 6 là 125. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Mô minh sống. Đặt cước đây. Mời các anh xem. Đây. Lăng cước thì còn sáng đẹp. Lăng cước còn sáng đẹp. Bên má vẫn còn đẹp nha. Bên này thì nó có hơi cũ một tí. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Đây, một chiều chốt chặn à. Đây. Con này quay rất là có chớn nha con này rất bạo hai chiều đây ạ à. con này có ratio là 4.2 ratio 4.2 cái nhá con này có mã là mã 25 giá là 3 330 k mã 25 giá 330 k tiếp theo một con DOB sinus Ryobi Sinus SS1500ZM Hàng nội địa Nhật Bản Size thật là 3.000 Toàn thân là Carbon Mô binh sóng đây Mô binh sóng kêu, kêu to nha Gạt cướp đây Đây nâng cướp còn đẹp nha Nâng cướp còn đẹp luôn Tay quay được tay trái phải đều được Một chiều chốt chặn Tay quay rất là mượt nha nhá quay rất là mượt Size thật 3.000 Con này có thông số cước là số 2 là 200, số 3 là 150, số 4 là 100 ạ. À. Đây ngoài hình tổng thể của nó đây. Đây tầm là 85% các nhá, có sơn xước vài nơi. Đây. Đây chống cần. Đây cái má đây, cái má thì bị nổi bọt. Đây bên này thì còn rất là đẹp. Bên trên còn rất là đẹp luôn. Con này có mã là mã 26 giá 350k, Hà Nội đi Nhật Bản, mã 26 giá 350k. À. tiếp đến một con máy của China xuất nhập máy đuôi chuột anh nhé kipad 3000 rd sai thực là 3000 máy đuôi chuột toàn thân carbon cuối là cuối là hợp kim đây bên này ốp là ốp mũi ốp là ốp mũ nè mô bin mô bin sống rồi đây gạch cước đây rất là nhảy luôn gạch cước rất là nhảy nha lăng cước còn đẹp luôn lăng cước bên trong còn đẹp các anh nhé. tay quay thì đổi tay trái phải đều được đây em không thuận cho lắm em quay rồi một chiều chốt chặn con này có thắng IBS luôn anh nha đuôi chuột có thắng IBS luôn con này chảy 3 bon 10 đinh số cước là số 3 là 150 số 4 là 130 số 5 là 100 mà đây ngoại hình tổng thể của nó đây mời các anh xem còn khá là đẹp nha Con này có mã là mã số 27 giá là 320. Mã số 27 giá 320k. Tiếp đến một con máy là của, Dai, của Daiwa, Daiwa, China. Hãng Daiwa các anh nhé. Con này Daiwa China. Sai thực của nó là 2.000-3.000. 2.000-3.000. Junior 3000 Toàn thắng là carbon cối là cối hợp kim. Này. Đây thấy bên trong nha. Thấy thấy được cái trục bên trong đây nhìn xuyên qua được can nhé rồi mô biên sóng lưỡi gà kêu gạch cước đè à. thanh cước thanh gạch cước rất là nhỏ lăng cước thì hơi cụ một tí đây khoảng dùng ok các anh nhé tay quay Đội tay trái phải đều được con này đây một chiều đây ạ à. đây hai chiều các anh nhé đây nói chung là quay rất là nhẹ hiện dòng này thì tùy thôi con này có thông số cước là số 4 là vào được 150 nhé các anh nhé số 3 là vào được 200 số 3 là vào được 200 con này có mã là mã 28 giá là 260k ngoại hình đây còn rất đẹp mà 28 giá 260k tiếp theo một con máy của China xuất nhật luôn cả nhá China xuất nhật luôn con này like game live game special con này sai thực của nó là một nghìn năm sai thực là một nghìn năm một nghìn một nghìn năm à? con này lui cũng khá rất là ok đây có abs đàng hoàng đây gạt cước đây lăn cước lăn cước bên trong thì hơi cũ một tí lăn cước bên trong hơi cũ một tí nha một bin mô pin sống rồi toàn thân carbon cối có hợp kim tự gà keo đây tay quay đổi tay trái phải đều được một chiều chốt chặn con này có thắng abs các anh xem rồi hai chiều đây ạ à. con này hỏi hình tổng thể thì rơi tầm 90 phần trăm đây có sơ sứ nhẹ thôi con này có mã là mã 29 giá là 250k mã 29 giá 250k tiếp theo con này Spinter S 2500 con này của hãng Daiwa size thực là 2500 con này là của Made China xuất nhật ca nha Made China xuất nhập đây tay quay nó đây hơi cũ một tí có uh, oxy hóa nhẹ thôi tay quay đổi tay trái phải đều được bên đây chạy nhá bên dưới có chạy đây có chốc đây cả cước đây cả cước còn tốt anh nhá đây hoạt động vẫn bình thường ốc thì bị dị xét nhẹ bị dị xét là ốc đi bị xét cái mua về thay mới giúp giúp em mô pin mua, bên, mua bên sống rồi lăng cước thì còn sáng bên trong luôn lăng cước còn sáng bên trong đó nó có bị múi ăn nhẹ hai bên vành thôi tay quay một chiều chốt chặn nhé đây hai chiều đây ạ à. Con này có thông số cước là số 2 200, số 3 là 150. Rồi, em mời các anh xem. Nói hình tổng thể của nó thì rơi tầm là 70 đến 75%. Đây. Hơi cũ một tí, hạn đai qua. Con này có mã là mã số 30, giá là 250k. Mã 30 giá 250k. Tiếp theo một con máy China xuất nhật China xuất nhập con này Celesto 3000C sai thật là 3000 con này toàn thân carbon cối là cối mộ cối là cối mộ đây lưỡi gà kêu đây mô bin mô bin sóng kêu to này gạt cước này thanh gạt cước rất là đẹp luôn đây lăng cước còn sáng đẹp các anh nhé Đây quay đổi tay trái phải đều được một chiều chốt chặn đây hai chiều Con này có thông số cước là số 3 150, số 4 là 2 120, số 5 là 90 ạ. À. tiêu của nó có ghi sẵn là 5.2, chạy một bon bờ din. Ở hình tổng thể là rơi tầm 80%, có sơ xước đây các anh nhé. Nhiều nơi thì rất là đẹp. Con này có mã là mã số 31, giá là 200k, mã 31 giá 200k. Tiếp theo một con máy của China xuất nhập toàn thân là carbon. Cối là cối hợp kim ra nhé. Đây, cối hợp kim đây. Con này Spotlight, Spotlight SK Lmax 3000 lẻ 12. Sai thực của nó là ba Mô bin sống rồi, lưỡi gà kêu. Đây gà cước đây, em mời các anh xem. Gà cước thì nó hơi cong, bể bể là thẳng, bể là lại là tốt ok đây lăng cước của nó thì hơi cũ tí nha con này thì chưa thêm dầu chưa thêm dầu thêm dầu vô nó sẽ nhạy hơn nha con này tay quay đổi tay trái phải đều được hai chiều đây ạ à. con này có quay còn rất là mượt luôn con này hơi cũ một tí gan nha. đây con này ở bên trong thì có abs hơi cũ một tí thôi gan ở bên trong thì có abs thắng abs đây ngoại hình của nó đây đây có chốc này con này sử dụng nhiều các anh nhé. Con này có mã là mã số 32, giá là 250k. Mã 32 giá 250k. Tiếp theo một con máy của hãng Daiwa Spinter. L2500. Sai thật là 2500. China xuất nhật các anh nhé. Đây có chóc đây. Bạn còn rất là chắc chắn các anh ạ toàn than carbon cối của hợp kim đây đây đặt cước đây mô pin thì mô pin sóng lưỡi gà kêu con này có nhược điểm là cái khuyên gắn cước là mắc rồi nó xấu cái ngoại hình thôi chứ à, gạt à, dây cước thì nó vẫn buộc bình thường đây nó vẫn buộc bình thường các anh nhá. tay quay đổi tay trái phải đều được một chiều chốt chặn con này có thắng ABS ạ à. có thắng ABS các anh nhé đây hai chiều đây ạ quay rất là mượt con này có thông số cước là số 2 là 200 số 3 là 150 chạy bom bồi đinh đây ngoại hình tổng thể đây mọi các anh xem mắc cái khoen này rồi thì ngoại hình của nó đôi tầm là 70 phần trăm thôi 65 70 phần trăm thôi hoạt động thì rất là ok con này có mã là mã 33 giá là 260k mã 33 giá 260k rồi con cuối cùng, con này là sai thực là 6.000 đến 7.000. Toàn thân là carbon, cối là cối hợp kim can nha. Kodia xuất nhật, Deformancer, siêu xa. Đây, con này ratio là 4 chấm mặt, à. chạy bon bờ ratio 4 chấm. Mô bin thì mô bin sống rồi. Đây, ở trên trên, cái núm đây, kẹt cước đây, kẹt cước rất là nhạy nha. Lăng cước thì hơi cụ một tí thôi, có bụi bẩm hơi cụ một tí. Tay quay thì đổi tay trái phải đều được, đây một chiều chốt chặn ạ đây đây hai chiều ra nhé rồi con này có thông số cước là số 4 là 250 số 6 là 150 rồi ngoại hình tổng thể đây em mời các xem rơi tầm là 80 phần trăm các anh nhé 80 phần trăm ạ con này mã cuối cùng, mã số 34 giá là 370k. Mã số 34 giá 370k. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và một lượt đăng ký, chia sẻ giúp em ạ. À. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo của em nhé. Chiều nay hoặc tối nay em sẽ lên thêm video mới cho các anh. Hoặc là lưỡi câu hay là phụ kiện đồ các kiểu đó. Em xin cảm ơn tất cả các anh. Chúc các anh một ngày mới vui vẻ. Chúc các anh đi câu may mắn nha. Đi câu thật là nhiều cá luôn ạ. À. Em chào tạm biệt ạ. À.